Đâu? Đi đâu? Mày đi học mày vui vẻ đó hả? Người ta ngủ mà mày đi đâu? Chịu nổi chưa? Đó, cả đã giọng chịu nổi chưa? Đi đâu? Ừ, lại phá đồ chơi là đánh nha. Lại phá đồ chơi của mẹ phải không? Biết chơi gì? Đọc coi số ai, đọc số coi, số 3. Đọc coi nè, số 3. Số 3. Đọc đi. Chịu nổi không? Phá cho hư đi.